Nhưng A-la-hán phải tác ý, ý tưởng và quán sát nhập định, sau đó mới biết nhân duyên của tất cả cảnh giới. Có trăm vạn ước Bồ-Tát sinh ra trí huệ thanh tịnh, khéo hiểu tất cả các pháp. Có trăm vạn ước Bồ-Tát nơi pháp trong tâm sinh ra ưa thích, tức cũng là lấy pháp làm vui. Có trăm vạn ước Bồ-Tát đối với tất cả Phật pháp sinh ra tâm kiên cố, chẳng bị bằng môn tà đạo phá hoại. Bồ-Tát phát tâm tin sâu chẳng nghi, ý chí kiên cố, do đó tin là nguyên đạo mẹ công đức dưỡng lớn tất cả các pháp lành. Có tâm tin kiên cố rồi mới không hại tâm Bồ Đề. Có trăm vạn ước Bồ Tát, thế lực của các ngài rất là rộng lớn. Tại sao Bồ Tát vẫn phải có thế lực? Vì có thế lực lớn mới hàng phục được thiên ma ngoại đạo. Giống như Bồ Tát Đại Thế Chí, một khi ngài giơ tay cất chân lên thì đại địa có sáu thứ chấn động, thiên ma ngoại đạo từ xa trông thấy mà bỏ chạy, do đó nghe rành mất vía. Vì vậy cho nên Bồ Tát có thế lực rộng lớn, chẳng phải dùng thế lực đi đàn áp người, mà là dùng thế lực đi cứu người. Có trăm vạn ước Bồ Tát, danh đồn của các ngài càng ngày càng tăng trưởng. Bồ Tát chẳng cầu danh, chẳng cầu lợi. Tại sao danh đồn vẫn tăng trưởng? Vì Bồ Tát có danh đồn có thể khiến cho chúng sinh nghe rành mà phát tâm Bồ Đề. Giống như danh đồn của bốn vị Đại Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Địa Tạng, ai ai nghe cũng đều sinh tâm tín ngưỡng, do tin mà phát tâm tu đạo, lại khiến cho tất cả thiên ma ngoại đạo nghe rành mà khiếp sợ, chẳng dám tác quái. Vì vậy cho nên Bồ Tát phải danh đồn tăng trưởng, nhưng Bồ Tát chẳng chấp vào danh. Có trăm vạn ước Bồ Tát, thời khắc diễn nói nghĩa lý tất cả diệu pháp. Ở trong một nghĩa lý có thể diễn nói vô lượng nghĩa lý, vô lượng nghĩa lý chẳng lìa khỏi một nghĩa lý, do đó một làm vô lượng làm một. Chẳng những khiến cho trí huệ của mình mà cũng khiến cho chúng sinh nghe được các pháp yếu nghĩa, thì trí huệ có thể quyết định đoạn trừ tất cả nghi hoặc. Có trăm vạn ước Bồ Tát, các ngài đắc được chánh niệm, chánh định, chánh tư duy. Có chánh niệm rồi thì chánh định hiện tiền, chánh định hiện tiền thì chẳng tán loạn. Lại có trăm vạn ước Bồ Tát, trí huệ quang minh của các ngài rất nhạy bén, đối với tất cả các pháp chẳng có hoài nghi, sinh ra trí huệ quyết định. Lại có trăm vạn ước Bồ Tát đắc được nghe mà thọ trì, trì mà tu, tu mà huệ, nghe huệ hiện tiền. Do đó, một khi lọt vào tai, vĩnh viễn là hạt giống đạo, không thể biến đổi. Đây là sức nghe trì, cũng không thể quên mất. Đây là biểu hiện nghe huệ. Có trí huệ rồi, sự lý chẳng rõ, nghĩ đến sẽ biết ngay, biết rồi vẫn phải tu hành, tu hành mới thành tựu tất cả hạnh môn. Đây là tu huệ thành tựu, cho nên phải y pháp tu hành. Chẳng tu hành mà có trí huệ thì chẳng có chuyện ấy, giống như đếm châu báu thế cho người khác, cuối cùng mình chẳng có gì cả. Có trăm vạn ước Bồ Tát sinh ra vô lượng vô biên giác ngộ và kiến giải rộng lớn. Có trăm vạn ước Bồ Tát an trụ nơi tín cẩn, đối với Phật pháp tơ hào chẳng hoài nghi, do tin tấn niệm định huệ năm căn mà sinh ra tin tấn niệm định huệ năm lực. Có năm lực này tài bồi thì tín căn tăng trưởng, tấn căn tăng trưởng, niệm căn tăng trưởng, định căn tăng trưởng, huệ căn tăng trưởng. Có trí huệ rồi thì chuyên tâm tu hành, bộ nào cũng đều thông, do đó một thông tất cả thông. Trăm vạn ước Bồ Tát đắc được bố thí ba la mật hay bố thí tất cả. Trăm vạn ước Bồ Tát đắc được trì giới ba la mật, giữ đầy đủ các giới. Trăm vạn ước Bồ Tát đắc được nhẫn nhục ba la mật, tâm chẳng vọng động, thầy đều nhẫn thọ được tất cả Phật pháp. Trăm vạn ước Bồ Tát đắc được tinh tấn ba la mật hay thực hành vô lượng tinh tấn xuất ly. Trăm vạn ước Bồ Tát đắc được thiền ba la mật, đầy đủ vô lượng thiền định quang minh. Trăm vạn ước Bồ Tát đắc được bát nhã ba la mật, trí huệ quang minh chiếu sáng khắp. Trăm vạn ước Bồ Tát thành tựu đại nguyện, thầy đều thanh tịnh. Trăm vạn ước Bồ Tát đắc được đèn trí huệ chiếu rõ pháp môn. Trăm vạn ước Bồ Tát đắc được pháp quang của mười phương chư Phật chiếu soi. Trăm vạn ước Bồ Tát đến các mười phương diễn nói pháp lìa ngu si. Có trăm vạn ước Bồ Tát chứng được bố thí ba la mật. Ba la mật dịch là đến bờ kia, hay bố thí mới đến được bờ kia. Bố thí có ba: một, tài thí. Phần già có nội tài và ngoại tài. Nội tài tức là đầu mắt tủy não, ngoại tài tức là đất nước vợ con, phải bố thí tất cả cho người cần. Hai, pháp thí tức là giảng kinh thuyết pháp hoặc ấn tống phát hành kinh
hoặc dịch kinh chú giải, thậm chí hiến thân cho Phật giáo, dùng công sức làm việc công đức đều thuộc về phạm vi bố thí pháp. 3. Vô ý thí. Nếu có người gặp việc sợ sệt thì phải tìm cách giải cứu hoặc an ủi họ, khiến cho họ được bình an. Nếu Bồ Tát chẳng đắc được tinh tấn Bà La Mật thì chẳng muốn bố thí, chẳng những chẳng bố thí cho người mà ngược lại dạy người bố thí cho mình. Nếu chẳng hướng ngoại bố thí, ngược lại do ngoài hướng nội bố thí. Đây chẳng nói đến được sự bố thí mà là tham. Bố thí tất cả, tức là trong ngoài đều thí giả cho người khác. Không thể nói tôi bố thí những tài vật gì, tôi làm những việc tốt nào, tôi có những công đức gì. Có những tư tưởng như thế, tức là chấp tướng. Nếu chấp tướng thì chỉ có phước báo sinh về cõi trời, giống như ngựa bắn cung lên trời, sức được hết thì vẫn rơi xuống đất. Cho nên hưởng phước trời hết sẽ sinh xuống nhân gian, hoặc thọ khổ hoặc hưởng phước, chiều đến đời sau chẳng được như ý. Các bạn hãy xem những người giàu trên thế gian, đa số họ từ trên trời hưởng phước hết rồi lại sinh xuống nhân gian, hoặc làm phú ông hoặc làm kẻ bần cùng. Có người được như ý, có người chẳng được như ý. Nếu chẳng chấp trước tướng sẽ là bố thí rốt ráo. Đem công đức bố thí này hồi hướng nơi Phật đạo thì tương lai sẽ thành Phật. Lại có trăm vạn ước Bồ Tát chứng được trì giới Ba La Mật, phải giữ gìn giới luật thì mới đạt đến được bờ bên kia. Giới có nhiều loại, tại gia có 5 giới, 8 giới và giới Bồ Tát. Xuất gia Sa Di có 10 giới, tỳ kheo có 250 giới, tỳ kheo ni có 348 giới. Còn thọ giới Bồ Tát 10 giới trọng, 48 giới khinh. 5 giới là giới lớn căn bản, phàm là Phật giáo đồ nhất định phải giữ đừng phạm. Ai ai cũng giữ được 5 giới thì gia đình mỹ mãn, xã hội an ninh, quốc gia giàu mạnh, thế giới hòa bình. Lại có trăm vạn ước Bồ Tát chứng được nhẫn nhục Ba La Mật, hay tu pháp môn nhẫn nhục, tu đến lúc viên mãn thì sẽ đạt được đến bờ bên kia. Tu hành hạnh nhẫn nhục chẳng dễ dàng, có thể nhẫn được một lần, hai lần, tối đa là 3 lần. Nhẫn đến lần thứ 4 thì chẳng nhẫn được nữa, thậm chí một lần cũng không nhẫn được. Phải biết không nhẫn được thì chẳng đến được bờ bên kia. Tại sao không thể nhẫn được? Vì chẳng có định lực, lý trí chẳng khống chế được tình cảm. Tình cảm lay động thì nhẫn chẳng được. Người tu đạo tức là tu nhẫn. Tu pháp như thế nào? Trước hết phải giữ giới, đề phòng được nghiệp ác, thần miệng ý. Do giới sinh định, do định sinh huệ. Do đó, mắt thấy hình sắc trầm chẳng có, tai nghe chuyện đời tầm chẳng hay. Đối cảnh vô tâm tức là nhẫn. Cổ đức có nói, niệm động trong việc có, niệm ngừng vạn việc không. Khí thế gian, sơn hà đại địa và hữu tình thế gian đều do một niệm vô minh tạo thành. Nếu phá được một niệm vô minh thì tất cả đều không. Nhẫn có sinh nhẫn, pháp nhẫn, vô sinh pháp nhẫn. Có người tôn kính bạn mà bạn chẳng sinh tâm kiêu ngạo. Có người phỉ báng bạn mà bạn chẳng sinh tâm sân hận. Đây là sinh nhẫn. Phải nhẫn lạnh nóng đói khát, phải an tưởng nhẫn thọ, chẳng khởi lo sầu. Đây là pháp nhẫn. Bồ Tát đã chứng được vô sinh pháp nhẫn, chẳng thấy có chút pháp sinh, cũng chẳng thấy có chút pháp diệt. Tức là nhẫn trong tâm. Các pháp không tướng sinh, các pháp không tướng diệt. Phật pháp như biển cả, nhưng đừng nhìn mà thở dài, mà phải có tâm ưa thích. Đây cũng là nhẫn. Nhẫn ở nơi tâm, chẳng phải thấy được Phật pháp mà sinh tâm thối lùi. Phật pháp quá nhiều cũng nhẫn thọ được. Phật pháp thâm sâu cũng nhẫn thọ được. Phật pháp quá diệu cũng nhẫn thọ được. Tóm lại đều nhẫn thọ được. Đây tức là nhẫn nhục Ba La Mật. Bất cứ như thế nào, tâm cũng chẳng vọng động, nhẫn thọ được tất cả Phật pháp. Lại có trăm vạn ước Bồ Tát chứng được tinh tấn Ba La Mật. Tinh tấn có hai, một là thân tinh tấn, hai là tâm tinh tấn. Sinh tu pháp lành là thân tinh tấn, sinh tu thiện đạo là tâm tinh tấn. Hai tinh tấn thì sẽ thoát khỏi ba cõi, vượt qua sáu nẻo, chấm dứt sinh tử, chứng được Phật đạo. Tu như thế nào? Đừng phóng dật, đừng giải đãi, dũng mãnh tinh tấn, chẳng có pháp thứ hai nào khác. Lại có trăm vạn ước Bồ Tát chứng được thiền Ba La Mật. Thiền tức là thiền na, dịch là tĩnh lự, nghĩa là quét trừ tất cả vọng tưởng, chuyên tâm một chánh niệm. Như vậy sẽ đầy đủ vô lượng thiền định quang minh. Vì có tam muội sẽ có trí huệ quang minh hiện tiền. Do đó trí huệ giải thoát. Thứ trí huệ này là trí huệ căn bản, tức cũng là thành tựu bốn thứ trí: thành sở tác trí, diệu quán sát trí, bình đẳng tánh trí, đại viên cảnh trí.
lại có trong vạn ước Bồ Tát chứng được bát nhã ba la mật. Bát nhã dịch là trí huệ. Bát nhã có ba thứ: một, văn tự bát nhã; hai, quán chiếu bát nhã; ba, thật tướng bát nhã. Thứ trí huệ quang minh này hay chiếu sáng tận hư không khắp pháp giới. Trí huệ này ở trong thiền định sinh ra, do đó thông suốt các pháp là trí, dứt hoặc chứng lý là huệ. Lại có trong vạn ước Bồ Tát thành tựu đại nguyện lực đã phát ra thuở xưa, thể đều thanh tịnh. Nguyện có hai: một là cầu bồ đề nguyện, trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh; hai là lợi lạc tha nguyện, tức là tự giác giác tha, tự độ độ tha, tự lợi lợi tha. Tu hành chẳng phát nguyện cũng giống như cây nở hoa mà chẳng kết trái. Lại có trong vạn ước Bồ Tát đắc được tất cả đèn trí huệ, quang minh chiếu sáng tất cả pháp môn, tức cũng là chiếu rõ các pháp thật tướng. Thứ trí huệ này có phần ra thật trí và vọng trí, gặp được cảnh giới chẳng suy nghĩ mà biết là thật trí, nếu suy ngẫm nghiên cứu là vọng trí. Lại có trong vạn ước Bồ Tát được pháp quang của mười phương chư Phật chiếu sáng, do đó Phật quang phổ chiếu, chiếu sáng tất cả chúng sinh. Phàm là được Phật quang chiếu đến thì nhất định sẽ khai mở trí huệ. Làm thế nào để được Phật quang chiếu đến? Thì phải xin tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si. Khi nào tu được công đức viên mãn thì lúc đó được pháp quang của chư Phật chiếu đến. Lại có trong vạn ước Bồ Tát đến các mười phương thế giới, vì tất cả chúng sinh dễ nói phương pháp lìa ngu si, tức cũng là dễ nói pháp môn đắc được trí huệ. Có trí huệ rồi thì biết rõ thiện ác, chẳng làm chuyện điên đảo, tức cũng là chẳng khởi hoặc, chẳng tạo nghiệp ác, thì tương lai chẳng thọ quả báo tiếng ngu si chứng trí huệ. Đây là mục đích học Phật. Tại sao chúng ta có phiền não? Là vì ngu si. Tại sao có vô minh? Vì ngu si. Tại sao có sự nóng giận? Vì ngu si. Tại sao có điên đảo? Vì ngu si. Tất cả hết thảy đều vì ngu si mà tạo thành, tạo ra nghiệp điên đảo, không thể thoát khỏi ba cõi. Muốn thoát khỏi ba cõi thì trước hết phải học Phật pháp, chẳng có ngu si. Xin học bát nhã, xin tu bát nhã mới có thể lìa khỏi ngu si, mới có thể không có điên đảo. Đây là pháp môn cơ bản. Trong vạn ước Bồ Tát vào khắp tất cả cõi nước chư Phật. Trong vạn ước Bồ Tát, pháp thân tùy thời đến tất cả cõi nước chư Phật. Trong vạn ước Bồ Tát được âm thanh của Phật hay giọng khai ngộ. Trong vạn ước Bồ Tát đắc được sinh ra tất cả trí phương tiện. Trong vạn ước Bồ Tát đắc được thành tựu tất cả pháp môn. Trong vạn ước Bồ Tát thành tựu pháp trí giống như thật tràng, hay hiện bày khắp tất cả Phật pháp. Trong vạn ước Bồ Tát thị hiện được cảnh giới của Như Lai. Có trong vạn ước Bồ Tát, các ngài vào được khắp tất cả cõi nước chư Phật, giúp Phật hoằng pháp giáo hóa chúng sinh. Có trong vạn ước Bồ Tát, pháp thân của các ngài tùy thời tùy lúc đến tất cả cõi nước chư Phật, diễn nói diệu pháp, khiến cho chúng sinh phát tâm Bồ Đề. Có trong vạn ước Bồ Tát, các ngài nghe được âm thanh của chư Phật nói pháp mà rộng khai ngộ, cũng khiến cho chúng sinh khai ngộ. Đây là tinh thần từ bi của Bồ Tát. Có trong vạn ước Bồ Tát, các ngài đắc được pháp phương tiện nhất thiết trí, dùng pháp phương tiện này để giáo hóa chúng sinh. Có trong vạn ước Bồ Tát, các ngài chứng được hết thảy tất cả pháp môn, đều đã thành tựu, tức cũng là 84.000 pháp môn, môn môn đều tu thành công. Có trong vạn ước Bồ Tát, các ngài đã thành tựu trí huệ pháp, giống như tràng báu hay hiển bày khắp tất cả Phật pháp, khiến cho tất cả chúng sinh cũng thấu rõ được nghĩa chân thật của Phật pháp. Có trong vạn ước Bồ Tát, các ngài đều thị hiện được tất cả cảnh giới của Như Lai. Trong vạn ước các thiên tử cung kính lễ bái, trong vạn ước Long Vương quan sát không nhà mỏi, trong vạn ước Dạ Xoa Vương chắp tay trên đỉnh đầu, trong vạn ước Càn Thát Bà Vương khởi tâm tin thành tịnh, trong vạn ước A Tù La Vương dứt tâm kiều mạn, trong vạn ước Ca Lâu La Vương miệng ngậm vải lụa, trong vạn ước Khẩn Na La Vương hoan hỉ nhảy nhót, trong vạn ước Ma Hầu La Già Vương hoan hỉ chiêm ngưỡng, trong vạn ước Chủ Thế Gian cúi đầu làm lễ, trong vạn ước Đào Lợi Thiên Vương chiêm ngưỡng không nháy mắt, trong vạn ước Dạ Ma Thiên Vương hoan hỉ khen ngợi, trong vạn ước Đầu Xuất Thiên Vương trải thần làm lễ, trong vạn ước Hóa Lão Thiên Vương đỉnh đầu lễ kính, trong vạn ước Tha Hóa Thiên Vương cung kính chắp tay, trong vạn ước Phạm Thiên Vương một lòng quan sát, trong vạn ước Ma Hề Thủ La Thiên Vương cung kính cúng dường, trong vạn ước Bồ Tát phát tiếng khen ngợi. Có trong vạn ước các thiên vương, các ngài đồng thời ở trong điện bảo trang nghiêm cung kính lễ bái Đức Phật.
có Trạm Vạn Đức Long Vương, các ngài đồng thời ở trong điện phổ trà nghiệm, quan sát lắng nghe Phật nói diệu pháp. Nhờ cơ duyên này chiêm ngưỡng Đức Phật mà không nhàm mỏi. Nguyên nhân gì? Rồng lại làm rồng. Vì trong quá khứ tu hành Pháp Đại Thừa rất là tinh tấn, nhưng chẳng giữ giới luật, do đó thừa cấp giới hoãn. Vì thừa cấp cho nên có thần thông, vì giới hoãn cho nên làm súc sinh. Rồng có thể biến lớn hóa nhỏ, biến hóa vô cùng, có thể bay trong hư không, có thể đi trong nước, có thể đi trên đất, cho nên nói thần thông quảng đại. Khi biến thân lớn thì đầy khắp hư không, khi biến thân nhỏ thì như hạt bụi. Tuy rồng có thần thông nhưng có rất nhiều trùng ở trong thân ăn thịt uống máu. Tại sao phải thọ quả báo như thế? Vì rồng rất nóng giận, thường phun chất độc hại chúng sinh, cho nên thọ quả báo trùng giúp rẻ thân. Tại chùa Nam Hoa, tỉnh Quảng Đông có đầm rồng ác. Trong đó có con rồng độc thường phun khí độc, khiến cho tăng chúng ở chùa Nam Hoa chẳng được an ninh, thậm chí sinh ra đủ thứ bệnh tật. Một ngày nọ, rồng lại xuất hiện ở trong đầm, giờ nành múa vuốt rất là oai phong. Bấy giờ Lục Tổ Huệ Năng đi đến bên đầm và nói với rồng rằng: bản lãnh nhà ngươi không nhỏ, ngươi có thể biến lớn như thế nhưng ngươi không thể biến nhỏ. Rồng độc nghe nói lập tức thu thân lớn thành thân nhỏ, dài khoảng 7-8 tấc, bơi tới bơi lui ở trong đầm rất là tự tại. Lục Tổ Huệ Năng lại nói với nó: ngươi có chút bản lãnh, từ thân lớn biến thành thân nhỏ, nhưng người không dám nhảy vào trong bát của ta. Rồng độc nghe nói liền nhảy vào trong bát của Lục Tổ. Lúc đó Lục Tổ bèn vì rồng thuyết pháp, siêu độ nó vãng sinh. Hiện tại ở chùa Nam Hoa vẫn còn giữ thi thể con rồng ở trong tháp. Có Trăm Vạn Ước Dạ Xoa Thiên Vương, các ngài chắp tay ở trên đỉnh đầu, giống như một mật tông chắp tay. Dạ Xoa dịch là quỷ tốc tật, có ba thứ: một là quỷ đi trên không, hai là quỷ đi trên trời, ba là quỷ đi dưới đất, đi như bay rất là nhanh chóng, cho nên gọi là tốc tật quỷ. Dạ Xoa là một trong Thiên Long Bát Bộ, cũng là thần hộ pháp. Dạ Xoa hoan hỉ đội mũ cao, có người vái xá, khen ngợi chúng thì chúng rất cao hứng, trong tâm rất thoải mái. Ai thích đội mũ cao thì tương lai nhất định làm quỷ Dạ Xoa. Có Trăm Vạn Ước Càn Thát Bà Vương, chúng ở trong điện bảo trang nghiêm, lắng nghe Phật nói pháp, xin khởi tâm tín ngưỡng thanh tịnh, cung kính Đức Phật, cúng dường Phật, nhưng tâm tham rất lớn, chẳng chịu bố thí, do đó thừa cấp thí hoãn. Càn Thát Bà dịch là thần người hương, rất thích ngửi mùi hương, nơi nào có mùi hương thì chúng ngửi mùi hương mà đến, cho nên khi Ngọc Hoàng muốn thưởng thức âm nhạc, bèn đốt một thứ hương đặc biệt lên, chúng sẽ ngửi mùi hương, sẽ đi đến cung điện của trời Đế Thích, vì Ngọc Hoàng diễn tấu ca khúc. Diện mạo của chúng tuy xấu xí, nhưng âm nhạc rất êm tai, khiến cho người thích nghe, cho nên gọi là thần nhạc. Có Trăm Vạn Ước A-tu-la Vương, chúng đều đã dứt trừ tư tưởng kiêu ngạo và ngã mạn. A-tu-la dịch là không đoan tránh, vì ngũ quan của chúng chẳng đoan tránh, rất là xấu xí. Tại sao tướng mạo rất là khó coi? Vì tánh nóng giận của chúng rất lớn. Các vị nhìn xem, mặt mũi của người nổi giận như thế nào, nghĩ thì sẽ biết. Ai muốn có mặt mũi tốt đẹp thì đừng nổi giận. Chẳng những đối với sư trưởng không nổi giận, mà đối với bạn đạo cùng tu, sư huynh sư đệ cũng đừng nổi giận. Mọi người hòa mục tương xứ. Nếu như nhẫn chẳng được mà nổi giận thì tương lai nhất định sẽ làm số bát quái, so với trừ bát giới còn xấu hơn rất nhiều. Ai muốn có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp trang nghiêm thì thứ nhất đừng có nóng giận. Một khi nóng giận thì biến thành giống như A-tu-la. Cái tánh của A-tu-la rất thích đấu tranh, ưa tìm người làm phiền nhiễu loạn. Ở trên trời có A-tu-la, ở nhân gian có A-tu-la, trong súc sinh cũng có A-tu-la, trong ngạ quỷ cũng có A-tu-la. Phàm là chướng ngại sự tự do của kẻ khác, tức là A-tu-la. Hiện tại là thời đại đấu tranh kiên cố, chính là lúc A-tu-la hoành hành thiên hạ. Cho nên người với người đấu tranh, nhà với nhà đấu tranh, nước này với nước nọ đấu tranh, tương lai địa cầu với tinh cầu đấu tranh. Nếu ai ai cũng chẳng có tầm kiêu ngạo, chẳng có tầm ngã mạn, được như vậy thì mọi người sẽ sống trong hòa bình, thế giới sẽ vô sự. Có Trăm Vạn Ước Ca Lầu La Vương, trong miệng ngậm vải lụa làm trang nghiêm. Ca Lầu La dịch là chim đại bàng cánh vàng, chúng chuyên bắt rồng ăn, lượng ăn của chúng rất lớn, mỗi ngày phải ăn một con rồng lớn và 500 con rồng nhỏ, là khắc tình với rồng, phàm là rồng sắp chết thì sẽ bị chúng bắt ăn.
Có trăm vạn ước khẩn Na La Vương, chúng rất vui mừng nhảy nhót, tức cũng là múa chân múa tay. Khẩn Na La dịch là nghi thần, về chân đầu của chúng sinh ra một cái sừng, chẳng biết là người hay là thần, chúng cũng là thần nhạc của Ngọc Hoàng, chuyên tấu khúc nhạc trang nghiêm, khiến cho người nghe sinh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, Tam Bảo. Chúng múa rất trang nghiêm, tướng mạo rất xinh đẹp, đều là thần ca hay khéo múa, cũng là thần hộ Pháp. Có trạm vạn ước Ma Hầu La Già Vương, chúng hoan hỉ chiêm ngưỡng Phật, mắt chẳng tạm nháy, không lúc nào nhàm chán. Ma Hầu La Già dịch là thần mãng già, còn gọi là đại phục hành, còn gọi là địa long, nhưng chẳng có thần thông. Vì chúng chẳng tu pháp đại thừa, cũng chẳng giữ giới luật, tâm đố kỵ lại rất nặng, lại thường hay phun khí độc hại người, cho nên chiêu cảm làm loài này, về sau được Phật Pháp cảm hóa mà làm thần hộ Pháp. Có trăm vạn ước chủ thế gian, tức cũng là chuyển luân thánh vương, họ hướng về Phật đảnh lễ rất là cung kính. Có trăm vạn ước đào lợi thiên vương, tức cũng là thích đề hoàn nhân, hoặc là Ngọc Hoàng Đại Đế, hoặc là Thiên Chủ, hoặc là Thượng Đế. Tóm lại chỉ có một người mà thôi, họ chiêm ngưỡng Phật, mắt chẳng nhấp nháy. Có trăm vạn ước Dạ Ma Thiên Vương, họ hoan hỉ khen ngợi Phật, ca tụng Phật. Có trăm vạn ước Đầu Xuất Thiên Vương, họ trải thần làm lễ, tức là nằm xuống đất thỉnh Phật đi trên thân thể của họ, làm lễ pháp cùng kính Phật. Có trăm vạn ước Quá Lạc Thiên Vương, họ nằm thể xuống đất, đảnh lễ Đức Phật. Có trăm vạn ước Tha Hóa Thiên Vương, họ cung kính chắp tay hướng về Phật. Có trăm vạn ước Phạm Thiên Vương, họ một lòng một dạ quan sát Đức Phật, giống như nhập định an tĩnh. Họ phát nguyện bất cứ vị Phật nào thành chánh giác thì làm người thỉnh Pháp đầu tiên. Có trăm vạn ước Ma Hề Thủ La Thiên Vương, trời đại tự tại, họ cung kính Phật, cúng dường Phật, dùng nhàn của họ, ba mắt tám tay, tay cầm bạch phất trần, cưỡi trâu trắng lớn rất là tự tại. Có trăm vạn ước Bồ Tát, các ngài khen ngợi Phật, thừa sự nơi Phật. Trăm vạn ước thiền nữ chuyên tâm cúng dường. Trăm vạn ước trời đồng huyện nhảy nhót hoan hỉ. Trăm vạn ước trời thuở xưa cùng ở khen ngợi tiếng hay. Trăm vạn ước trời Phạm Thân bày thần kính lễ. Trăm vạn ước trời Phạm Phụ chắp tay trên đỉnh. Trăm vạn ước trời Phạm chúng vây quanh hầu hạ. Trăm vạn ước trời Đại Phạm khen ngợi tán thán vô lượng công đức. Có trăm vạn ước thiền nữ chuyên tâm rộng tu cúng dường. Có trăm vạn ước trời đồng nguyện thiên chúng cõi trời này thuở xưa cùng phát nguyện sinh về trời, sẽ được gặp Phật hoan hỉ như cuồng, cao hướng đến cực điểm, tình chẳng tự chủ, bèn nhảy nhót lên quên mất chính mình. Có trăm vạn ước trời cùng ở thiên chúng cõi trời này thuở xưa cùng phát nguyện sinh về cõi trời, mọi người cùng ở với nhau, họ đồng thời phát ra âm thanh rất hay khen ngợi Đức Phật. Có trăm vạn ước trời Phạm Thân thiên chúng cõi trời này họ tu pháp môn hạnh thanh tịnh mà được thân thanh tịnh, họ bày thân ra để cung kính lễ bái Đức Phật. Có trăm vạn ước trời Phạm Phụ thiên chúng cõi trời này họ chắp tay trên đầu cung kính hoan nghênh Đức Phật. Có trăm vạn ước trời Phạm chúng thiên chúng cõi trời này họ vây quanh bốn phía đạo tràng, ủng hộ đạo tràng, khiến cho đạo tràng an tĩnh, không có sự ồn ào. Có trăm vạn ước trời Đại Phạm thiên chúng cõi trời này họ khen ngợi Phật, tán thán Phật có vô lượng vô biên công đức. Công đức này suốt thuở vị lai cũng nói không hết được. Trong phẩm và pháp giới của kinh này có nói: hạt bụi tâm niệm đếm biết được, nước trong biển cả uống hết được, hư không lường được, gió buộc được, không thể nói hết công đức Phật. Trăm vạn ước trời thiên quang nằm thể sát đất, trăm vạn ước trời thiểu quang tuyên dương khen ngợi Phật ra đời khó gặp được, trăm vạn ước trời vô lượng quang từ xa hướng về Đức Phật làm lễ, trăm vạn ước trời quang âm khen ngợi Như Lai rất khó gặp được, trăm vạn ước trời tịnh với hy cung điện đều đi đến đây, trăm vạn ước trời thiểu tịnh dùng tâm thanh tịnh cúi đầu làm lễ, trăm vạn ước trời vô lượng tịnh nguyện muốn gặp Phật nằm dài dưới đất, trăm vạn ước trời biến tịnh cung kính tôn trọng gần gũi cúng dường. Có trăm vạn ước trời quang thiên thiên chúng cõi trời này rất tôn kính Phật, nằm thể sát đất đảnh lễ Đức Phật, biểu thị rất hoan nghênh Phật vì thiên chúng nói pháp. Có trăm vạn ước trời thiểu quang thiên chúng cõi trời này tuyên dương công đức và thần thông của Phật, khen ngợi Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Khi Phật còn ở đời khó gặp khó thấy, chẳng dễ gì thấy được kim dung của Phật, chẳng dễ gì nghe được Phật nói pháp. Có trăm vạn ước trời vô lượng quang thiên chúng cõi trời này từ xa hướng về Đức Phật đảnh lễ bái lạy,
Đại sư Trí Giả nghe nói ở Ấn Độ có bộ kinh Lăng Nghiêm, đáng tiếc chưa được chuyển sang Trung Quốc. Ngài bèn hướng về phương Tây Nam lễ bái 18 năm, cũng không thấy được kinh Lăng Nghiêm. Đây tức là vọng bái, từ xa lễ lại. Có trong vạn ước trời quang âm, thiên chúng cõi trời này, khen ngợi tướng tốt quang minh của Phật, ngoài đức trào nghiêm rất khó được gặp. Không sinh ra trước Phật, thì sinh ra sau Phật, trăm ngàn vạn ước kiếp khó gặp Phật. Có trong vạn ước trời tịnh thiên, thiên chúng cõi trời này, chẳng những thần thành tịnh mà tâm cũng thanh tịnh. Họ với cùng điện của họ, ở cùng nhau đến nơi này, trời đâu xuất. Có trăm vạn ước trời thiểu tịnh, thiên chúng ở cõi trời này, họ muốn thấy được Phật nằm dài dưới đất làm lễ. Có trăm vạn ước trời biến tịnh, thiên chúng cõi trời này cung kính Đức Phật, tôn trọng Đức Phật, gần gũi Phật, cúng dường Phật, biểu thị sự lễ bái trí thành đối với Phật. Trăm vạn ước trời quảng thiên nhớ lại căn lành thuở xưa, trăm vạn ước trời thiểu quảng ở chỗ Như Lai, sinh nghĩ tưởng hỷ hữu, trăm vạn ước trời vô lượng quảng, quyết định tôn trọng sinh các nghiệp lành. Trăm vạn ước trời quảng quả, cúi mình cung kính. Trăm vạn ước trời vô não, tín căn kiên cố, cung kính lễ bái. Trăm vạn ước trời vô nhiệt, chắp tay niệm Phật, chẳng khi nào nhàm đủ. Trăm vạn ước trời thiện kiến, đầu mặt làm lễ. Trăm vạn ước trời thiện hiện, niệm cúng dường Phật, tâm chẳng giả đãi. Trăm vạn ước trời xa cứu cánh, cung kính đảnh lễ. Trăm vạn ước đủ thứ các vị trời, đều đại hoan hỷ, phát tiếng khen ngợi. Trăm vạn ước trừ thiền, ai nấy đều tư duy để làm sự trang nghiêm. Có trăm vạn ước trời quảng thiên, thiên chúng có ích này. Họ đắc được túc mạng thông, nghĩ nhớ lại căn lành và tất cả nhân duyên đã tạo trong quá khứ. Có trăm vạn ước trời thiểu quảng, thiên chúng có ích này. Họ ở tại chỗ Đức Phật, thấy Phật nghe Pháp, nhận rằng đây là cơ hội hiếm có, họ nghĩ tưởng như thế. Có trăm vạn ước trời vô lượng quảng, thiên chúng có ích này. Thuở xưa họ chẳng tôn trọng Phật, hiện tại họ gặp được Phật mới quyết định tôn trọng, không làm điều ác, làm các điều lành, sinh trưởng tất cả căn lành. Có trăm vạn ước trời quảng quả, thiên chúng cõi này họ cúi mình cung kính Phật, hoàn ngành Phật đến nói diệu pháp để khai mở đại trí huệ. Có trăm vạn ước trời vô phiền, thiên chúng cõi này rất là mát mẻ, chẳng có phiền não, lắng nghe Phật nói hòa nghiêm pháp lớn, tín căn rất kiên cố, cung kính Phật, lễ bái Phật. Có trăm vạn ước trời vô nhiệt, thiên chúng cõi này chẳng có nhiệt phiền não, thấy Phật đến nói pháp bèn chắp tay lại niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Họ khẩn thiết chí thành, chẳng lúc nào nhàm đủ. Có trăm vạn ước trời thiện kiến, thiên chúng cõi trời này niệm Phật cúng dường Phật rất kiên thành, tâm chẳng có lúc nào giải đãi nghỉ ngơi. Có trăm vạn ước trời xa cứu cánh, tầng trời thứ 18 thuộc sắc giới, thiên chúng cõi này thấy Phật đến nghe pháp cung kính đảnh lễ Phật. Có trăm vạn ước các vị trời, những thiên chúng này đều đại hoan hỷ, khắp miệng cùng lời khen ngợi Phật. Có trăm vạn ước chư thiên, tức là cõi dục 6 cõi trời, cõi sắc 18 cõi trời, cõi vô sắc 4 cõi trời, tổng cộng có 28 cõi trời. Thiên chúng những cõi trời này ai nấy đều tư duy để trang nghiêm hộ trì đạo tràng này. Trăm vạn ước Bồ Tát thiên hộ trì Phật tòa, trang nghiêm chẳng đoạn tuyệt. Trăm vạn ước Hòa thủ Bồ Tát mưa xuống tất cả hoa, trăm vạn ước Hương thủ Bồ Tát mưa xuống tất cả hương, trăm vạn ước Màn thủ Bồ Tát mưa xuống tất cả màn, trăm vạn ước Mạt Hương thủ Bồ Tát mưa xuống tất cả hương bột, trăm vạn ước Đồ Hương thủ Bồ Tát mưa xuống tất cả hương thoa, trăm vạn ước Y thủ Bồ Tát mưa xuống tất cả y, trăm vạn ước Cái thủ Bồ Tát mưa xuống tất cả lọng, trăm vạn ước Tràng thủ Bồ Tát mưa xuống tất cả tràng, trăm vạn ước Phàn thủ Bồ Tát mưa xuống tất cả phàn, trăm vạn ước Bảo thủ Bồ Tát mưa xuống tất cả châu báu, trăm vạn ước Trang nghiêm thủ Bồ Tát mưa xuống tất cả đồ trang nghiêm. Có trăm vạn ước Bồ Tát thiên, đó là thiền hành Bồ Tát đạo, ở tại đây hộ trì Phật tòa, dùng đủ thứ đồ trang nghiêm để trang nghiêm đạo tràng mà chẳng đoạn tuyệt. Có trăm vạn ước Hòa thủ Bồ Tát, các ngài mưa xuống tất cả hương hoa để trang nghiêm đạo tràng hoa nghiêm pháp hội. Hòa thủ Bồ Tát thuở xưa rộng tu cúng dường, dùng đủ thứ hương hoa để cúng dường Phật, cho nên tay của các ngài có thể mưa xuống tất cả hoa quý. Có trăm vạn ước Hương thủ Bồ Tát, các ngài trong quá khứ tu hành Bồ Tát đạo thì đã từng dùng hương để cúng dường Phật Pháp Tăng Tam Bảo, cho nên đắc được Hương thủ, có thể mưa xuống tất cả hương để trang nghiêm đạo tràng,
có trăm vạn ước màn thủ Bồ Tát. Trong quá khứ các ngài ở trước Phật dùng đủ thứ tràng hoa để trang nghiêm đạo tràng, cho nên đắc được màn thủ. Có thể mưa xuống tất cả tràng hoa để trang nghiêm đạo tràng. Có trăm vạn ước mà hương thủ Bồ Tát. Trong quá khứ các ngài ở trước Phật cúng dường hương bột, cho nên đắc được mạt hương thủ. Có thể mưa xuống tất cả hương bột để trang nghiêm đạo tràng. Có trăm vạn ước đồ hương thủ Bồ Tát. Trong quá khứ khi tu hành Bồ Tát đạo, dùng hương thoa cúng dường tam bảo, cho nên đắc được đồ hương thủ. Có thể mưa xuống tất cả hương thoa để trang nghiêm đạo tràng. Có trăm vạn ước y thủ Bồ Tát. Trong quá khứ dùng đủ thứ y phục cúng dường tam bảo, cho nên đắc được y thủ. Có thể mưa xuống tất cả báu để trang nghiêm đạo tràng. Trăm vạn ước các thiên tử từ thiên cung đi đến chỗ tòa của Đức Phật. Trăm vạn ước các thiên tử dùng tâm tình thành tịnh và cung điện cùng nhau đi đến. Trăm vạn ước sinh quý thiên tử dùng thân giữ tòa. Trăm vạn ước quán đảnh thiên tử dùng toàn thân giữ tòa. Có trăm vạn ước các thiên tử, Đức cũng là con vua trời, họ từ cung điện chỗ ở đi đến chỗ tòa của Đức Phật. Có trăm vạn ước các thiên tử dùng tâm tin thành tịnh và cung điện chỗ ở cùng đến đạo tràng. Có trăm vạn ước sinh quý thiên tử dùng thân thể của họ để giữ gìn pháp tòa của Phật. Có trăm vạn ước quán đảnh thiên tử dùng toàn thân của họ để giữ gìn pháp tòa của Phật. Trăm vạn ước tư duy Bồ Tát cung kính tư duy. Trăm vạn ước sinh quý Bồ Tát phát tâm thành tịnh. Trăm vạn ước Bồ Tát các căn vui mừng. Trăm vạn ước Bồ Tát tâm thanh tịnh thâm sâu. Trăm vạn ước Bồ Tát tìm hiểu thanh tịnh. Trăm vạn ước Bồ Tát các nghiệp thanh tịnh. Trăm vạn ước Bồ Tát thọ sinh tự tại. Trăm vạn ước Bồ Tát pháp quang chiếu sáng. Trăm vạn ước Bồ Tát thành tựu các bậc. Trăm vạn ước Bồ Tát khéo giáo hóa tất cả chúng sinh. Có trăm vạn ước tư duy Bồ Tát các ngài cung kính Phật, tư duy về Phật vào tư duy tạm muội. Có trăm vạn ước sinh quý Bồ Tát các ngài phát tâm thành tịnh đã lìa tất cả nhiễm ô. Có trăm vạn ước Bồ Tát các ngài sáu căn đều thanh tịnh rất là vui mừng. Có trăm vạn ước Bồ Tát các ngài tâm thanh tịnh thâm sâu chẳng có bất cứ sự hoài nghi gì. Có trăm vạn ước Bồ Tát các ngài tìm cũng thanh tịnh, hiểu cũng thanh tịnh. Có trăm vạn ước Bồ Tát các ngài thân miệng ý ba nghiệp thảy đều thanh tịnh. Có trăm vạn ước Bồ Tát các ngài tùy ý thọ sinh rất là tự tại, bất cứ ở trong loài chúng sinh nào tuyệt đối chẳng phiền não. Có trăm vạn ước Bồ Tát các ngài thường vì chúng sinh nói pháp trí huệ quang minh chiếu khắp tất cả mọi nơi, chúng sinh được quang minh này chiếu đến đều lìa khổ được vui. Có trăm vạn ước Bồ Tát các ngài đều thành tựu quả vị thập địa pháp vân địa. Có trăm vạn ước Bồ Tát các ngài khéo dùng pháp môn phương tiện quyền xảo để giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho họ phát tâm bồ đề tu đạo vô thượng. Trăm vạn ước căn lành sinh ra, trăm vạn ước chư Phật hộ trì, trăm vạn ước phước đức viên mãn, trăm vạn ước tâm thủ thắng thành tịnh, trăm vạn ước đại nguyện nghiêm khiết, trăm vạn ước thiện hạnh sinh khởi, trăm vạn ước pháp lành kiên cố, trăm vạn ước thần lực thị hiện, trăm vạn ước công đức thành tựu, trăm vạn ước pháp khen ngợi dùng để khen ngợi. Do trăm vạn ước căn lành của chư Phật Bồ Tát sinh ra đủ thứ sự trang nghiêm đạo tràng. Có trăm vạn ước chư Phật Bồ Tát đồng thời đến hộ trì đạo tràng này, do trăm vạn ước phước đức của chư Phật Bồ Tát tu hành mà viên mãn thành tựu đạo tràng này. Có trăm vạn ước chư Phật Bồ Tát tâm thủ thắng đến thanh tịnh trang nghiêm đạo tràng này, do trăm vạn ước đại nguyện của chư Phật Bồ Tát đã phát ra trong quá khứ mà nghiêm khiết đạo tràng này. Có trăm vạn ước chư Phật Bồ Tát thuở xưa tu pháp lành đến kiên cố đạo tràng này, do trăm vạn ước thần lực của chư Phật Bồ Tát thì hiện đủ thứ sự trang nghiêm trong đạo tràng. Có trăm vạn ước công đức của chư Phật Bồ Tát thành tựu trang nghiêm đạo tràng này. Có trăm vạn ước chư Phật Bồ Tát dùng pháp khen ngợi để khen ngợi Phật, khen ngợi đạo tràng và khen ngợi hết thảy cảnh giới. Như đầu số thiền vương ở thế giới này vì Như Lai mà trang trí tòa cao, các đầu số thiền vương của tất cả thế giới cũng đều vì Đức Phật trang trí tòa báu trang nghiêm như vậy, nghi thức như vậy, tin vui thích như vậy, tâm thành tịnh như vậy, vui mừng như vậy, hoan hỷ như vậy, tôn trọng như vậy, suy nghĩ tưởng hy hữu như vậy, nhảy nhót như vậy, khát ngưỡng như vậy, thảy đều giống nhau. Giống như đầu số thiền vương ở thế giới Ta Bà này, vì cúng dường Phật mà trang trí trưng bày tòa cao, thỉnh Phật vì tất cả chúng sinh thuyết pháp,
Đầu số thiền vương ở trong 10 phương tất cả thế giới cũng giống hoàn toàn như vậy. Thỉnh Phật thuyết pháp, vị Phật mà trưng bày trang trí tòa báu, đầu số thiền vương ở thế giới Ta Bà trang nghiêm đạo tràng như vậy, dùng đủ thứ báu, hương hoa, lọng tràng, phàn vân vân để nghiêm sức pháp hội. Nghi thức pháp tác như vậy, thấy Phật từ xa đến, đảnh lễ bái lại, thì Phật thăng lên tòa thuyết pháp. Tín ngưỡng vui mừng như vậy, sinh ra tâm thành tịnh, sinh ra tâm hoàn hỷ, cung kính Phật như vậy, tôn trọng Phật, khen ngợi Phật, tán thán Phật, sinh ra nghĩ tưởng hy hữu, nói Phật trong ngàn kiếp khó gặp được, nhảy nhót như vậy, khát ngưỡng như vậy. Trong mỗi thế giới khắp mười phương, mỗi vị đầu xuất thiên vương đều giống như tình hình ở thế giới Ta Bà này. Bấy giờ đầu xuất thiên vương, vị Như Lai trang bày tòa ngồi, tâm sinh tôn trọng, với mười vạn ước A Tăng Kỳ thiên tử đầu xuất phụng nghênh Đức Như Lai. Lúc đó đầu xuất thiên vương, vị Phật trang trí trưng bày tòa sư tử rồi, trong tâm rất vui mừng mà sinh tâm tôn trọng, cùng với mười vạn ước A Tăng Kỳ đầu xuất thiên tử, trí thành khẩn thiết đến nghênh tiếp Đức Phật. Thỉnh Đức Phật tiến vào điện bảo trang nghiêm vì đại chúng khai thị. Dùng tâm thanh tịnh, mưa xuống mây hòa màu sắc nhiều A Tăng Kỳ, mưa mây hương màu sắc không nghĩ bàn, mưa mây màn đủ thứ màu sắc, mưa mây trên đàn rộng lớn thanh tịnh, mưa vô lượng đủ thứ mây lọng, mưa mây y trời đẹp mịn, mưa vô biên mây báu đẹp, mưa mây đủ trang nghiêm trời, mưa vô lượng đủ thứ mây hương đốt, mưa tất cả mây hương bồ trên đàn trầm thủy kiên cố. Các chúng thiên tử ai nấy đều từ trong thân phóng ra các thứ mây đó rồi. Bấy giờ trăm ngàn ước A Tăng Kỳ đâu xuất thiên tử, cùng với các chúng thiên tử khác trong pháp hội, tầm đại hoàn hỷ, cùng kính đảnh lễ, A Tăng Kỳ thiên nữ nhảy nhót reo mừng, nhìn kỹ Đức Như Lai. Mười vạn A Tăng Kỳ đâu xuất thiên tử, dùng tâm thuần nhất thành tịnh, mưa xuống mây hoa nhiều màu sắc A Tăng Kỳ, lại mưa mây hương màu sắc không thể nghĩ bàn, lại mưa mây màn đủ thứ màu sắc, lại mưa mây trên đàn rộng lớn thanh tịnh, lại mưa vô lượng đủ thứ mây lọng, lại mưa mây y trời rất đẹp mịn màng, lại mưa vô lượng đủ thứ mây các báo đẹp, lại mưa vô lượng số mây đủ trang nghiêm trời, lại mưa vô lượng đủ thứ mây hương đốt, lại mưa tất cả mây hương bổ trên đàn trầm thủy kiên cố, dùng đủ thứ những mây báo đó để cúng dường Đức Phật, biểu thị sự cung kính. Tất cả các chúng thiên tử ai nấy từ trong thân phóng ra đủ thứ mây rồi. Bấy giờ có trăm ngàn ước A Tăng Kỳ thiên tử cùng với các chúng thiên tử khác trong pháp hội, trong tâm đều đại hoan hỷ, cung kính Phật, đảnh lễ Phật. Lại có A Tăng Kỳ các thiên nữ vui mừng tột độ, nhảy nhót reo mừng, ngưỡng mộ Đức Phật, chiêm ngưỡng Đức Phật rất kỹ. Trong cùng trời đâu xuất có các chúng Bồ Tát nhiều bất khả thuyết, trụ ở trong hư không chuyên tâm cúng dường Đức Phật, nhiều hơn đồ cúng dường của các thiên tử. Cung kính làm lễ rồi, có A Tăng Kỳ âm nhạc đồng thời hòa tấu lên. Ở trong cung trời đâu xuất điện bảo trang nghiêm, có đại chúng Bồ Tát nhiều bất khả thuyết, trụ ở trong hư không chuyên tâm hướng về Đức Phật cúng dường. Những đồ cúng dường đó rất đặc biệt thù thắng, hơn hẳn đồ cúng dường của các thiên tử. Các ngài cung kính Phật, đảnh lễ Phật, lại có A Tăng Kỳ âm nhạc đồng thời hòa tấu lên để cúng dường Đức Phật. Bấy giờ do oai thần lực của Như Lai, do căn lành thuở xưa, do sức tự tại không thể nghĩ bàn, tất cả chư thiên và các thiên nữ trong cùng đầu xuất từ xa đều thấy Đức Phật như ở trước mắt, đồng thời nghĩ rằng Đức Như Lai ra đời khó có thể gặp được, tuổi này được thấy bậc đủ nhất thiết trí, bậc chánh đẳng giác nơi pháp vô ngại. Tư duy như vậy, quán sát như vậy, với các chúng hội thầy đều cùng nhau đồng thời nghênh tiếp Đức Như Lai. Lúc đó do đại oai thần lực của Đức Phật, sức đại từ bi, sức đại nguyện, do căn lành thuở xưa, vì quá khứ tu hành đủ thứ hạnh môn, đắc được sức tự tại không thể nghĩ bàn nên có sức lực này. Do có những nguyên nhân này cho nên trong cùng trời đâu xuất, tất cả chư thiên, các thiên nữ, thầy đều từ xa nhìn thấy Đức Phật như ở trước mắt mình mà đến. Họ đồng thời cũng nghĩ như vậy. Phật xuất hiện ra đời rất khó được gặp. Này tôi được gặp Phật ra đời lại thấy được Phật. Phật là thánh nhân đầy đủ nhất thiết trí huệ, nơi pháp đắc được tự tại viên dùng vô ngại, đã chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tư duy như vậy, quán sát như vậy, mọi người đồng thời cùng nhau nghênh tiếp được Phật, nằm thề sát đất kính thỉnh Đức Phật lên pháp tòa. Ai nấy dùng ý trời đựng tất cả hoa, đựng tất cả hương,
đựng tất cả báu, đựng tất cả đồ trang nghiêm, đựng tất cả hương bột trên đàn trời, đựng tất cả hương trầm thủy trời, đựng tất cả hương bột báu trời vi diệu, đựng tất cả hương hoa trời, đựng tất cả hoa trời mạn đà la, thảy đều dải lên cúng dường Đức Phật. Các chư thiên, các thiên tử, các thiên nữ, ai nấy đều dùng y trời để đựng tất cả các hoa, đựng tất cả hương, đựng tất cả châu báu, đựng tất cả đồ trang nghiêm, đựng tất cả hương trầm thủy trời, đựng tất cả hương bột báu trời vi diệu, đựng tất cả hương hoa trời, đựng tất cả hoa mạn đà la trời, dùng đủ thứ hương hoa dải lên phía trên Đức Phật để cúng dường Phật. Trăm vạn ước na do tha a tăng kỳ thiên tử trời đâu xuất, trụ ở trong hư không, đều ở chỗ Đức Phật khởi tâm trí huệ cảnh giới, đốt tất cả hương, khói hương kết thành mây, trang nghiêm hư không, lại ở chỗ Đức Phật khởi tâm hoan hỷ, mở tất cả mây hoa trời, trang nghiêm hư không, lại ở chỗ Đức Phật khởi tâm tôn trọng, mở tất cả mây lộng trời, trang nghiêm hư không, lại ở chỗ Đức Phật khởi tâm cúng dường, giải tất cả mây man trời, trang nghiêm hư không. Có trăm vạn ước na do tha a tăng kỳ thiên tử trời đâu xuất, dùng sức căn lành đã tu trong quá khứ, có đại thần thông, do đó mà có thể trụ ở trong hư không. Họ thuở xưa cũng có tham sân si, vì có tham sân si cho nên chẳng có trí huệ. Hiện tại họ đều đến chỗ Đức Phật, nhờ đại oai thần được gia trì của Đức Phật, họ đều sinh ra tâm trí huệ cảnh giới. Họ đốt lên đủ thứ tất cả hương thơm để cúng dường Phật, khói hương tỏa lên trên bầu trời đâu xuất, kết thành mây báu để trang nghiêm hư không. Những vị thiên tử này lại ở chỗ Đức Phật sinh khởi tâm hoan hỷ, vì họ thuở xưa cũng có phiền não. Tại sao? Vì chẳng có trí huệ. Phàm là người thích nóng giận, đa số là ngu si, vô mình quá nặng, chẳng có công phu hàm dưỡng. Nếu chẳng có vô mình thì chẳng có phiền não, chẳng có phiền não thì luôn luôn sinh tâm hoan hỷ. Do đó, từ xưa thần tiên chẳng pháp nào khác, rộng sinh hoan hỷ, chẳng sinh sầu. Hiện tại Phật đến cùng trải đâu xuất, ảnh hưởng tâm thang của họ cũng bớt đi, đều sinh tâm hoan hỷ, mà mưa xuống tất cả mây hoa trời để trang nghiêm hư không, thanh tịnh hư không. Những vị thiên tử này lại ở chỗ Đức Phật sinh khởi tâm tôn trọng Phật, mà mưa xuống mây lộng trời để trang nghiêm hư không, thanh tịnh hư không. Những vị thiên tử này lại ở chỗ Đức Phật sinh khởi tâm cúng dường Phật, mà giải xuống mây man trời để trang nghiêm hư không, thanh tịnh hư không. Lại ở chỗ Đức Phật sinh tâm tìm hiểu, dòng bày a tăng kỳ lưới vàng che phủ hư không, tất cả linh báu thường vang ra tiếng vi diệu. Lại ở chỗ Đức Phật sinh tâm ruộng phước tối thắng, dùng a tăng kỳ trướng trang nghiêm hư không, mở tất cả mây chuỗi chẳng có đoạn tuyệt. Lại ở chỗ Đức Phật sinh tâm tìm thâm sầu, dùng a tăng kỳ các cung điện trời trang nghiêm hư không, tất cả nhạc trời vang ra âm thanh vi diệu. Có trăm vạn ước a tăng kỳ thiên tử đâu xuất, lại ở chỗ Đức Phật sinh ra tâm tìm hiểu. Thuở xưa họ tín căn không đầy đủ, chẳng có sinh ra tâm tin. Hiện tại nghe Phật nói Pháp, bèn sinh ra tâm tin. Do đó, Phật Pháp như biển, tin mới vào được. Có tâm tin mới vào được trong biển cả Phật Pháp, và trong biển Phật Pháp mới minh bạch Phật Pháp triệt đà. Họ dòng bày vô lượng số lưới vàng, che phủ trong hư không. Trên lưới vàng lại treo rất nhiều linh báu. Khi gió thổi, linh báu sẽ vang ra tiếng hay vi diệu. Trong tiếng đó diễn nói diệu Pháp để giáo hóa tất cả chúng sinh. Vô lượng số những thiền tử đó lại ở chỗ Đức Phật sinh ra tầm ruộng phước tối thắng. Nói Phật là ruộng phước thù thắng nhất. Nếu chúng sinh muốn gieo trồng ruộng phước thì phải cúng dường tam bảo. Do đó, hiền thánh phước điển tăng. Họ dùng vô lượng số chướng báu trang nghiêm trong hư không, lại mưa tất cả mây chuỗi. Thứ mây đó nhìn rất đẹp và trang nghiêm, chẳng có lúc nào gián đoạn. Thời thời trang nghiêm đạo tràng, thời thời thanh tịnh đạo tràng, thỉnh Phật diễn sướng hoa nghiêm đại pháp, khiến cho người nghe khai mở đại trí huệ. Vô lượng số những thiền tử này lại ở chỗ Đức Phật sinh khởi tâm tin thâm sâu. Tin thâm sâu tức là kiên cố không nghi ngờ. Dùng vô lượng số các cung điện trời để trang nghiêm hư không. Ở trong mỗi cung điện vang ra hết thảy tiếng nhạc trời. Trong tiếng nhạc đó lại vang ra tiếng hay vi diệu rất là êm tai, khiến cho người nghe được tiếng này thì tất cả phiền não đều quét sạch. Lại ở chỗ Đức Phật sinh tâm tối thắng khó gặp, dùng a tăng kỳ mây y trời đủ thứ màu sắc trang nghiêm hư không, mưa xuống đủ thứ diệu y không gì sánh bằng. Lại ở chỗ Đức Phật sinh tâm vô lượng hoan hỷ nhảy nhót, dùng a tăng kỳ các mũ báu trời trang nghiêm hư không, mưa xuống vô lượng mũ trời rộng lớn kết thành mây,
lại ở chỗ Đức Phật sinh tâm hoan hỷ, dùng A Tăng Kỳ châu báu đủ thứ màu sắc trang nghiêm hư không, mở xuống tất cả mây chuỗi không có đoạn tuyệt. Vô lượng số các thiên tử đó lại ở chỗ Đức Phật sinh ra tâm tối thủ thắng khó gặp nhất. Vì Phật xuất hiện ra đời phải trải qua bao nhiêu năm mới thể hiện một lần, hiện tại gặp Phật đến thuyết pháp thật là cơ hội tốt ngàn năm khó gặp. Cho nên dùng vô lượng mây y trời nhiều màu sắc để trang nghiêm hư không, từ trong mây y trời mưa xuống đủ thứ y đẹp không thể sánh. Vô lượng số các thiên tử đó lại ở chỗ Đức Phật sinh ra tâm hoan hỷ vô lượng vô biên, tình chẳng tự chủ được mà nhảy nhót lên phấn khởi như được châu báu. Dùng vô lượng số các mũ báu trời để trang nghiêm hư không, từ trong mũ báu lại mưa xuống vô lượng mũ trời, đủ thứ sự biến hóa kết thành mây mũ báu trời. Vô lượng số các thiên tử đó lại ở chỗ Đức Phật sinh ra tầm hoan hỷ. Sự hoan hỷ này là vì cầu pháp mà hoan hỷ, chứ chẳng phải vì cầu dục mà hoan hỷ. Cho nên dùng vô lượng số châu báu đủ thứ màu sắc để trang nghiêm hư không, từ trong sắc báu mưa xuống tất cả mây chuỗi, luôn luôn trang nghiêm đạo tràng, chẳng có lúc nào gián đoạn. Trăm ngàn ước Na Do Tha A Tăng Kỳ thiên tử đều ở chỗ Đức Phật sinh tâm tin thành tịnh, giải vô số hoa trời đủ thứ màu sắc, đốt lên vô số hương trời đủ thứ màu sắc để cúng dường Như Lai. Lại ở chỗ Đức Phật khởi tâm đại trang nghiêm biến hóa, cầm vô số hương bổ trên đàn trời đủ thứ màu sắc giả lên Như Lai để cúng dường. Lại ở chỗ Đức Phật khởi tâm hoan hỷ nhảy nhót, cầm vô lượng lọng đủ thứ màu sắc đi theo Như Lai. Lại ở chỗ Đức Phật khởi tâm tăng thượng, cầm vô số y báu trời đủ thứ màu sắc trải trên đường để cúng dường Như Lai. Lại ở chỗ Đức Phật khởi tâm thanh tịnh, cầm vô số tràng báu trời đủ thứ màu sắc để kinh tiếp cúng dường Như Lai. Có trăm vạn ước A Tăng Kỳ các thiên tử đều ở chỗ Đức Phật sinh tâm tìm thanh tịnh, giải khắp vô lượng số hoa trời đủ thứ màu sắc, đốt lên vô số lượng hương trời đủ thứ màu sắc để cúng dường Đức Phật. Lại ở chỗ Đức Phật sinh khởi tâm đại trang nghiêm biến hóa, tận hư không khắp pháp giới tẩy đều trang nghiêm. Tại sao lại có cảnh giới như thế? Vì có thần thông biến hóa. Ở thế giới ta bà trang nghiêm như vậy, trong mười phương thế giới cũng đều trang nghiêm như vậy. Do đó biến hóa khó dò, là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Họ cầm vô số lượng hương bổ trên đàn trời đủ thứ màu sắc giả lên trên Đức Phật để cúng dường Đức Phật. Lại ở chỗ Đức Phật sinh khởi tâm hoan hỷ và nhảy nhót. Tại sao? Vì thấy Phật nghe pháp, đây là cơ hội ngàn năm một thuở, cho nên hoan hỷ như cuồng, chẳng tự chủ được nên tay chân tay múa chân nhảy. Đây là sự vui mừng đến cực điểm mới có sự biểu hiện này. Họ cầm vô số lượng lọng báu đủ thứ màu sắc đi theo Đức Phật. Phật đến đâu thì họ cầm lọng báu đi theo Phật đến đó. Lại ở chỗ Đức Phật sinh khởi tâm tăng thượng, tức cũng là dũng mãnh tinh tấn, chẳng có tơ hào tư tưởng giả đãi. Họ cầm vô số lượng y báu trời đủ thứ màu sắc, thứ y phục này giống như thảm trải được, trải ở trên đường. Hiện tại khi nghênh tiếp các nguyên thủ quốc gia tại phi trường đều trải thảm đỏ, biểu thị sự nghênh tiếp. Trong kinh văn nói các chư thiên thỉnh Đức Phật đi trên y trời, đây là biểu thị sự cung kính với Phật, đây là một thứ đổ cúng dường, dâng lên cúng dường Đức Phật.